chương một một tiên tôn trở về bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com trên đỉnh núi thái sơn một tia chớp xẹt qua hư không phá tan đài tế lễ trên đỉnh núi thái sơn sấm sét giữa trời quan trọng thêm di tích cổ đại bị đánh nát nhất thời tạo ra đề tài bàn tán sôi nổi một mà lúc này trên chuyến tàu cao tốc từ thái sơn đến tân châu một thanh niên đang ngồi trên tàu với vẻ mặt xuất thần gương mặt như điêu khắc của thanh niên trông có vẻ tái nhợt nhưng lại khó kìm nén vẻ hiên ngang lộ ra khí phách bất phàm mình thật sự được trọng sinh rồi ư hay đây chỉ là ảo giác thanh niên thở dài anh đã khẳng định mấy lần trên đỉnh núi thái sơn rồi nhưng vẫn không thể nào tin được bây giờ anh lại cảm ứng kỹ lần nữa nhận ra thái hoàng kinh trong cơ thể không thể nào vận chuyển được nữa toàn bộ tu vi trong cơ thể đã mất sạch sành xanh chỉ còn lại chút khí tức bảo vệ cơ thể của thái hoàng kinh xem ra mình thật sự trở về rồi không ngờ mình lại trở về trái đất, hơn nữa còn là năm 20 tuổi. Thanh niên đó tên là Lạc Tú, là truyền nhân cuối cùng của Thái Hoàng Nhất Mạch. Ban đầu Lạc Tú chỉ là một người bình thường, nhưng may mắn tiến vào tu chân giới lấy được Thái Hoàng Kinh, trở thành truyền nhân cuối cùng của nhân mạch Thái Hoàng Nhất Mạch uy chấn thiên hạ, rồi từng bước tu luyện, cuối cùng đạt được vị trí tiên tôn vô thượng. Có thể nói trước đây Lạc Tú đã càng quét mọi đối thủ ở 10 vạn đại giới tiên cảnh, chân đạp càng khôn, đứng trên đỉnh thiên hạ nhưng đáng tiếc anh lại bị tam đại thiên tôn trở về từ thái dương kỷ thứ ba hợp lực đánh lén ha ha tam đại thiên tôn vì thái hoàng kinh mà các người không tiếc mời vô tự thiên thư và thập đại hung trận đánh lén ta đáng tiếc bản tôn không tuyệt mệnh cuối cùng lại trở về rồi lạc tú cười khẩy ánh mắt ngưng tụ tia lạnh lẽo mặc dù kiếp trước sức chiến đấu của anh chấn động trời đất pháp thuật vô biên áp đảo thế giới đã được tôn làm tiên tôn rồi nhưng cuối cùng cảnh giới của anh vẫn còn quá thấp, vẫn gặp kiếp nạn, học máu trong thập đại hung trận, tự nổ mà chết, nhưng kiếp này sẽ không giống như thế, anh lại được trọng sinh và trở về trái đất lần nữa. Nếu bây giờ mình sớm thức tỉnh thần tàng trong cơ thể, rồi bắt đầu tu luyện, tiện thể lấy được mấy viên kinh thế thần chủng ở khắp nơi trong trái đất, vậy thì Tam đại thiên tôn kia chỉ có thể bị mình giẫm đạp dưới chân. Ha ha, ta rất mong đợi được gặp lại các ngươi, Tam đại thiên tôn đến lúc đó để ta xem các ngươi còn có tư cách gì để so tài với ta ta rất mong đợi vẻ mặt của các ngươi khi nhìn thấy ta lấy được số bảo vật kia trước lạc tú lại nhếch miệng cười khẩy reng 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 chung điện thoại vang lên lạc tú lấy điện thoại ra xem lông mày không khỏi nhíu lại khi nhìn thấy tên người gọi tâm trạng vốn đã rời xa thế giới của lạc tú cũng không nhìn được giấy lên tia thù hận tại sao năm đó anh có thể dấn thân vào con đường tu hành này chính là vì có liên quan đến chủ nhân cú điện thoại này nhưng đó lại là sự khởi đầu cho bi kịch cuộc đời anh kiếp trước gia đình anh cũng không được xem là gia đình giàu có nhưng bố anh có nhà ở nội thành cũng có xe hơi thậm chí còn có khoản tiền tiết kiệm mười mấy vạn cho nên cũng được xem là gia đình khá sung túc hơn nữa trong nhà còn có một công ty lắp đặt thiết bị với quy mô nhỏ có thể nói dù thế nào thì anh cũng được sống cuộc sống khá giả nhưng chỉ trong chuyến đi lần này đã phá hủy tất cả tốt nghiệp đại học chưa được bao lâu anh và bạn gái trương thục phi đã ngăn cách ở hai nơi mà lần này anh chính là đi tìm bạn gái vì trương thục phi thậm chí lạc tú đã lựa chọn từ bỏ tiền đồ sáng lạng ở u châu của mình để đến tân châu làm một nhân viên nhỏ nhưng lạc tú không ngờ rằng chuyến đi lần này của mình lại là khởi đầu của thảm họa anh mang món quà được lựa chọn tỉ mỉ đến tân châu nhưng cuối cùng lại bị đánh thành tàn phế hai tay bị đánh đến mức xương vỡ vụn đầu gối bị đánh nát dẫn đến một khoảng thời gian dài ý chí anh sa sút thậm chí còn muốn tự tử, anh trở thành người tàn phế, ngay cả khả năng sống tự lập cũng không có, để chữa bệnh cho anh, bố anh. Đã tiêu sạch tiền tiết kiệm trong nhà, xe nhà đều bán hết, cuối cùng phải lưu lạc đến nỗi đi nhặt trác để kiếm sống, đam mỹ hát văn chô đến buổi tối tuyết rơi đầy trời đó, có người mang thi thể đã lạnh ngắt của bố anh về, anh khóc không thành tiếng, sau đó gần 20 năm, anh sống như một con chó, bị người khác cười nhạo mắng chửi thậm chí còn phải ăn xin để kiếm sống, đã kích đó thật sự quá lớn đối với anh. Có một lần Lạc Tú nản lòng thoái chí, cuối cùng vào một buổi tối, Lạc Tú đã đi lên đỉnh núi. Thái Sơn và nhảy xuống, nhưng Lạc Tú không những không chết, mà còn tiến vào tu chân giới, cuối cùng lấy được Thái Hoàng Kinh, dấn thân vào con đường tu hành, nghịch thiên cuộc khởi, đạt được truyền kỳ vô thượng, đánh bại thần để cổ lão trong thiên địa, trở thành tiên tôn chấn động một phương đáng tiếc cho dù anh là tiên tôn cái thế cũng không thể nào làm bố mình sống lại, chuyện này đã trở thành điều nuối tiếc nhất trong cuộc đời truyền kỳ của anh. Hơn nữa đây cũng là nguyên do khiến anh trì trệ không thể đột phá tầng cuối cùng, nhưng lần này thì khác, nếu anh có thể trọng sinh, Lạc Tú xin thề rằng không ai có thể tổn thương đến bố anh và những kẻ thù ở Tân Châu kia, kiếp trước mấy người hại tôi tan cửa nát nhà, vậy thì kiếp này, sao tôi có thể không trả lại mối thù này, một anh vừa. Nhấn nghe máy trong điện thoại đã vang lên giọng nói lạnh lùng hơi mất kiên nhẫn alo lạc tú khi nào anh đến thì gọi cho tôi trước mẹ con tôi sẽ đến nhà ga đón anh sau đó đầu bên kia không cho lạc tú cơ hội để lên tiếng đã cúp điện thoại ngay lạc tú nhếch miệng cười khẩy kiếp trước anh yêu người phụ nữ này như bị hóa điên nhưng sau khi tới tân châu lại bị bố mẹ đối phương coi thường chăm chọc đủ kiểu cũng vì gia đình phản đối cuối cùng người phụ nữ này sau khi đã lừa bố anh đưa cho cô ta hơn một triệu tệ tiền tiết kiệm để gây dựng sự nghiệp thì nhẫn tâm bỏ rơi anh rồi yêu một cậu chủ giàu có nhưng kiếp này lạc tú không khỏi cười khẩy lần nữa chúng ta cứ từ từ mà chơi lạc tú để điện thoại xuống đúng lúc nhìn thấy một già một trẻ đang ngồi bên cạnh mà lúc này ông lão đang mở một chiếc hộp cổ xưa với vẻ mặt mong đợi rồi trải bức họa trong hộp ra ngắm nghía lạc tú nhìn thấy thì thu hồi tầm mắt khinh bỉ ánh mắt đó của anh là sao hả anh có hiểu không cô gái ngồi bên cạnh ông lão bỗng lên tiếng chất vấn vì thân phận từ nhỏ thiếu nữ này đã được người khác chiều chuộng nên hình thành tính cách kiêu ngạo vừa nhìn thấy ánh mắt khinh thường của lạc tú đã nổi giận ngay hiểu ư nực cười kiếp trước lạc tú là tiên tôn với sự hiểu biết của anh làm sao có thể không hiểu hơn nữa lạc tú chỉ cần nhìn thoáng qua đã biết bức họa trước mặt này là hàng giả không ngờ ông lão lại cẩn thận từng ly từng tí, vẻ mặt quý trọng như thể đã lấy được bản gốc, nhưng với tính cách của Lạc Tú làm sao có thể chấp nhặt với cô bé này. Hơn nữa, Lạc Tú cũng nhìn ra, từ cách ăn mặc của bọn họ có thể thấy, e rằng thân phận của một già một trẻ này vô cùng hiển hách, không giàu sang cũng phú quý. Nếu anh không hiểu thì đừng nói lung tung, hạng người nhà quê như anh, e rằng cả đời này chưa từng nhìn thấy đồ cổ thật mấy nghìn vạn như này. Lúc nói thiếu nữ vên mặt hất cằm, vẻ mặt tràn đầy khinh thường, vì thân phận cô ta cao quý, bình thường chỉ tiếp xúc với mấy người quyền quý, tất nhiên sẽ coi thường hạng người bình thường như lạc tú. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.